Em chào các bác, em Lâm đây, lại tiếp tục lên cái bếp ga nữa. Tiếp tục lên một con môi chè 340 dòng huyền thoại. Cách đây mà 4 năm về trước thì ai mà có tiền mua con 303 môi chè này thì phải nói là một dân chơi. Thứ thiệt mới biết về dòng 303 môi chè hẹn giờ 3 bếp full công nghệ này. Thì cái con bếp này thì chắc nhiều bác quảng cáo review rồi. Em giờ chỉ cần quảng cáo qua thôi và chất bếp của nó thôi. Đấy, vì ngày cận Tết rồi, không có thời gian quay video tiết lết cái lủng được thì rất mong có thông cảm nhé. Đấy, em và em quay vào cửa hàng em này. Cửa hàng em được cửa hàng Thanh Lâm Gia Văn Shop, địa chỉ tại Cầu Giàng, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433 và dây số dưới là tài khoản ngân hàng em để các bác được tiện theo dõi kênh nhà em. Đấy, em sẽ để xuống luôn. Đấy, trước mắt coi đây là con môi chè 340, con này thì huyền thoại rồi. Đấy, em chỉ quay qua thành vách này. Đấy, mã của nó này, tháng 3 năm 2012 sản xuất này. Má nó này BA340WA này. Thành vách thì thôi không phải chê, nó là quá đẹp rồi. Đấy, lò nướng đây, sáng như gương luôn này. Sơn nhú vẫn còn nguyên này, lò đun rất ít luôn. Đấy, lò cực sáng luôn. Đấy, đấy, vào bật bếp luôn. Đấy, to như cái loa luôn, nửa xanh nè. Đây, nướng hai tầng nữa đây. Đấy, 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 các bác thích hẹn giờ thì hẹn, ô bên nào sáng bên nào thì hẹn giờ bên đấy. Đây là khóa 3 giây này, bên này là nấu cơm, nấu cháo này, chỉnh nhiệt độ này. Đấy, tất tần thật các thể chức năng. Đấy, con này thì mặt men cực đẹp, không có dấp mà dập bé lứt đâu cả, đẹp cực đẹp luôn. Đấy, chất bếp thì cực đẹp luôn. Đây, em quay lại giá luôn các bác. Chiếc này thì hiện tại nhà em bán giá là 3.300.000 đồng. Đấy, bảo hành 25, tặng một đôi pin, tặng lưới thông chuột, giá vẫn có thương lượng được. Đấy, các bác cứ alo là mua được, vẫn bất lộc cho các bác. Tết nhất xuân về rồi, nhà em thì đang xả lố bếp ga thu tiền về. Đây, lên giá nào cũng bán, miễn làm sao các bác mua được thì thôi. Chứ các bác đừng giá em rẻ quá, đừng mà giá 3.300.000 mà lại giá em 2.000.000 thì thật sự không bán được đâu. Đấy, có bớt nhưng bớt lấy lộc. Đấy, các bác cứ alo là mua được, làm sao các bác mua được thì thôi. Đấy, 303 môi chè huyền thoại của huyền thoại đấy, vun hết công nghệ rồi. Đấy, đếp cực đẹp luôn. Đấy, con này thì không có bị đâu cả nên không quay ký. Trước này em còn 3 chiếc này. Đấy, em quay qua nhanh này. Đây là một con này, một con này, dưới đất trên đây một con là 2 này, kia một con đất đây là 3 này. Đấy, 3 con, giá như nhau, đẹp như nhau. Đấy, đấy, 3 con từ 2012-2013, có 3 con thôi. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, giá 3.300.000 vẫn có thương lượng, các bác cứ alo là mua được. Đấy, em quay lại một lần cái cửa hàng nhà em này. Đấy, bác nào lấy alo cho em. Xin phép chào các bác nhá.